Các bạn hãy nhắm mắt, đeo tai phone cùng thưởng thức chất âm của cặp loa JB, mã là M33. Một dòng loa có thể nói là đến từ Mỹ, đẹp xuất sắc. Bát 30, công lực của anh cực mạnh. Cổ bát là cổ bát 4 số, từ 1976, bằng xanh nét như mới, gân đồ đầm dầu, đồ bền cam. Theo chỉ tròn xe, củ thép 14 hồng, 4.4. Hầu như sử dụng trên 90% của lò Mỹ. Thùng kẹp 2 lớp, trong là gỗ, ngoài là nhựa chịu lực, phần trần to. Đó là nghe và hát hết điểm thôi nhá. Bây giờ phần 2, phần 3 em sẽ test nhạc và theo thất. Giá là 22 triệu, mùa Covid nhá, bao ship. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyên đang trình diễn chất âm của gặp loa Mỹ bãi đến từ thương hiệu JBL, mã là M33. Một dòng loa sử dụng bát 30 tép kèn. Thì với dòng loa này nó cho trường âm cực kỳ rộng luôn nhá. Bao quát cái phòng từ 10m2 đến 40m2. Đủ lực đánh và đủ lời ca luôn. Cái dòng này tiếng bát cực kỳ sâu, đánh mềm. Dùng quả bát 4 số và tép kèn rất to, từ 14 hồng 44 cho nên dãy lời và dãy giải tép, và nghe leng keng lách tách chát chát ập ình. Đó là những gì mà lò Mỹ luôn chinh phục người nghe nhạc và hát karaoke. Trong vắt, chỗ nào cần trong thì cần trong vắt, chỗ nào cần sâu sâu nhá, chỗ nào cần ngọt thì ngọt. Một dòng loa thiết kế đặc biệt, thùng kép bên trong là gỗ, bên ngoài là một lớp nhựa chịu lực bao quanh cả loa luôn. Và nghe từng câu, từng chữ, từng nốt nhạc nó nhả gọi như ngọc không. Ngỡ yên vui ngờ đâu, đường hoa hồng pháo tươi, em về vui duyên mới. Em đi bỏ lại tôi, quá phê vui nhờ. Cây đắng vần thân nhầm mùi, nghe bát sầu dày thật đấy. Đẹp đúng không vậy, đúng độ luôn. Nặng nồng men cay, lem máu tim mình, đời buồn những cơn say. Ta vừa nghe những cái ca khúc trữ tình được cô loài phát ra, có nghĩa là từng đêm dài cuộc sống cực kỳ là ý nghĩa. Đốt cháy đời, ôi tình sâu hôn. Các bác phải cắm tai phone xịn của Samsung hoặc iPhone thì mới thể hiện tốt được cái tiếng bass, tiếng dép mà giải trung thôi nhé. Nó đẹp như mới luôn. Bên đời chiều mưa, nhưng là Mỹ thật vâng, không chê được. Anh em phải quan sát này, thùng 2 lớp, trên là sóng, cạnh là nhựa, đấy thế là chịu lực luôn nhá, rất đẹp, đen quýt bóng liễu trên bản màu đen. Loa để trang vậy nói là đẹp về thức hay về nội dung, cái này bác để kệ ok. Đây em đang chơi cùng này bãi bên này, và giá 4 triệu này, đấy 4 triệu này là 300, một con vang JBL 280 được tiếng chấm hết luôn nhá. Cái bộ ngò này rất rẻ nhưng mà hát và nghe rất hay, đấy, đơn giản như vậy thôi. Thì đôi loa này có kích thước rộng của nó là 45 thôi nhá, rất là nhỏ thôi. Và sâu 39, cao 73. Đấy, kê lên cái kệ là thoải mái luôn. Đảm bảo hay, không có súp đâu các nhá, tiếng rất là lực luôn. Mềm mại, đánh có thể là thúc lòng người luôn. Giá này em đang bán là 22 triệu nhá, cực kỳ hay luôn. Nó hay hơn cả những dòng 825 ấy. Hay hơn đúng không? Bát mạnh hơn đấy. Bởi bát 4 số mà. Bây giờ là phần 3 nhá, em tháo thất để bác cùng chiêm ngưỡng cái độ đẹp, độ chất của đôi loa như nào. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đang giới thiệu về một cặp loa có thể nói đẹp lung linh, đẹp xuất sắc, phù hợp với mọi không gian, kê kích trong gia đình nhà mình. Đó là dòng loa đến từ Mỹ, thương hiệu là JBL, mã là M33. Một dòng loa sử dụng bát 30 tép kèn, rất phù hợp cho tất cả các bác nghe nhạc bolero G-Mix, nhạc trữ tình, nhạc đồng quê, đều cho một chất lượng âm thanh tương đối sạch sẽ, chi tiết vào uy lực. Hơn nữa dòng loa này thì các bác hát karaoke
cho giọng ca thoáng, bay, rộng. Bởi vì thiết kế một cái tép kèn rất to, từ 14 họng 44.4. Thì với dòng loa này nó có hai điều đặc biệt mà các bác cần lưu tâm trong đôi loa này. Thứ nhất, đó là thùng hai lớp, bên trong là thùng gỗ, bên ngoài là bao bọc bởi một lớp nhựa chịu lực, tức là chịu những tác động bên ngoài vào và nó vẫn bảo vệ đôi loa một cách chắc chắn. Và cổ bát, sử dụng cổ bát của dòng 4 số, do vậy tiếng bát rất mạnh và lực các bác nhé. Thì ngày nay em phải được đôi loa đẹp như vậy. Và bây giờ em sẽ quay tổng quát để các bác có thể xem và tham khảo. Có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0936 583 140. Thì với đôi loa chất như này, đẹp như này, giá em đưa ra rất hợp lý nhé. 22 triệu bao ship, bao hay, bao đẹp cho các bác. Rồi em sẽ tiến gần và quay chi tiết. Thì đây là dòng loa được thiết kế kiểu hình thang cân. Anh em xem này, rất đẹp quá nhé. Trên này nó là một lớp nhựa chịu lực và làm theo kiểu như hình sóng đó. Khi bác lật cái miếng này ra thì bên trong nó là một cái thùng gỗ đây, còn sáng trang bác nhé, sáng trang, nhựa rất dày chịu lực. Thì dòng loa này nó có kích thước như sau: rộng 45, sâu 39 và cao là 73. Đấy bác nhé, đấy kích thước em đo được. Để nói là kích thước này nó rất là nhỏ gọn. Khi bác để trên giá kệ của nhà mình đúng không, loa tình trạng thì nó không thể chơi được, đen quýt, bóng liếng quá nhá. Đây là phiên bản màu đen, do vậy nó phù hợp với không gian nhà mình. Nói chung là loa này màu đen thì trông nó vẫn quyến rũ hơn là các màu khác đúng không ạ, thường như vậy. Đây là khái niệm của mình bác nhá. Rồi, để đây là mã số của nó bác nhá. Đấy, mã số của nó là M33, do tập đoàn Hackman sản xuất bác nhé. Hackman hỗ trợ hai đường vào bằng rắc xoáy. Thì đôi loa này về nó cũng như mới bác nhé, tóm lại là như mới anh em, như mới, do tập đoàn mẹ là Hackman sản xuất, cực kỳ xuất sắc. Con này chủ yếu là cái thị trường châu Âu mới dùng bác, châu Âu dùng thôi đấy. Rồi bác nhá, thì cái này nó cấu tạo nữa là cái thùng nó rất là dày này, đấy, thùng ma trận, cả có một miếng gỗ để đỡ tép, nhìn chưa? Và bông gươm nó rất là chắc, phần thần to vật vã này, đây phần thần đây, sử dụng hai lỗ thông khí phía trước và hỗ trợ cái giá cắm ba chân, dây rất là to, anh em xem này, loa có thể nói là thiếu mỗi hộp xốp anh em nhé, thiếu mỗi hộp xốp thôi, đấy, đẹp xuất sắc. Và cái dòng này thì nó lại có một cái điểm nữa bác nhé, quan tâm này, đây nó có một cái giá đỡ đây, để khi bác cho căng vào nó không bị bẹp. Và cái lưới này, cái căng này bác nhé, là nó đóng kiểu như hình cánh cống này, nó sập ở trên dưới này. Đấy, tức là bác phải bỏ cái miếng này ra. Đấy, xong bỏ miếng này ra này, rất chặt, nó bút lắm. Đấy, sau bác muốn nắp lưới thì bác phải đóng sập trên dưới này, rất chuyên nghiệp đúng không, và rất bài bản, chắc chắn, đấy không bao giờ bị rẻ. Đó, thì đó toàn bộ cái thùng em quay bác nhé, nó quá đẹp rồi, nó quá mượt rồi, nó quá hay rồi. Rồi về cặp tép như mới bữa này, đấy, những sắt từ còn mới tét. Cổ tép là 2416H, 2417, 2418, hoàn toàn là họng 44.4. Thì cổ tép các nhé, nó dùng cổ tép của các đời 8 như là 825, 826, 835, 838, rồi là 4735A, rất là nhiều dòng tép sử dụng tép này. Mỹ thì bạn, đây là cái tép huyền thoại rồi. Do vậy nhà sản xuất người ta rất khó khi bỏ cái tép này. Mà cái tép này ấy, bao giờ cái tiếng của nó đi rất xa, nó rất là ngọt tiếng, rất là lẩy tiếng và rất là tươi về tiếng kép, nghe gọn gàng không chóe quá nhá. Cái tép này hình trạng đẹp xuất sắc quá nhá. Đấy, bạn nhìn thấy ok chưa? Cả những chân đồng bạn này còn mới quét, đẹp xuất sắc luôn, đẹp xuất sắc quá nhá, có thể nói xuất sắc đấy. Thiếu một hộp xốp thôi, đấy, một hộp xốp thôi, mà giá thì cực kỳ êm luôn đấy nhá. Công lực của nó bánh như 40 anh em nhá, thùng to kiểu kiểu đấy. Đây là cặp bát của nó, anh em xem này, nó cũng không khác loa mới. Em nói là cái đặc biệt của loa này nó có hai cái đặc biệt, một là thùng, nó thùng hai lớp, thứ hai là cổ bát của 4 số này. Cái sơn này sơn 4 số nhá, khung xương 4 số nhá, từ 19 họng 76, mã là M
222 gạch ngang 880 sản xuất tại Mỹ. Đấy. Sắt xì của nó vàng óng. Nó đẹp chưa? Zin tuyệt đối, loa như loa mới, loa này thì cơ bản là mới thôi nhá. Đấy, màng zin luôn hết cả. Đấy, keo nhựa là sữa. JB nó hay dùng cái keo sữa kìa. Đấy. Tất cả hoạt động màng rồi gân của nó rồi nhện đều xuất sắc bác nhá. Tình trạng rất còn mới và dai. Đây các bác này nhìn thấy đây. Màng của em nó đẹp như này. Đúng không? Không gọi tì vết. Đấy. Keo chỉ tròn xoe, nhũ tròn xoe, tất cả xuất sắc. Đây quay xa để bác có thể ngắm toàn bộ khung cảnh của đôi loa này. Giá thì êm đó nhé. Bao hay, bao đẹp, bao zin được bác. Đấy. Các nhu cầu chuyển khoản trước em 1 triệu, 1 triệu rưỡi nhé. Về đôi loa này, đảm bảo bao hay từ karaoke cho đến tiếng nhạc. Mic thì rất là thoáng, rộng, ấm bác nhé. Dày tiếng mic, bay và nhẹ tiếng mic. Mọi người mua sắm liên hệ với em số điện thoại 0936 583 140. Em giao hàng toàn quốc các bạn nhé. Thành Nguyễn chào các bạn.